Cái tên Chí Phèo bỗng được dân làng và lũ trẻ săn đón, nên không thể ăn vạ, cũng chẳng thể lai chim với khuôn mặt sứt xẻo. Hắn chỉ còn biết đập đá cho qua ngày. Anh Chí, cụ Ba Kiên nè. Này, huấn râu gì, vừa bị người ta bế đi rồi đấy. Thế thì liên quan cho gì đến tôi? Kỳ nghe đâu, cũng chơi chất kích thích giống anh đấy. Tôi thề, tôi không bao giờ chơi chất kích thích. Chúng nó bây giờ toàn đi xào rau cần với gặm cỏ hết rồi, mà anh vẫn trung thành với bộ môn mai thúy đá à? Mày nói hơi nhiều rồi đấy. Bố mày lại bẻ mẹ mày gậy đi bây giờ. Con chó này, mày dám láo với cụ à? Mẹ mày. Bỏ cái kiểu thượng đẳng đấy đi, bỏ đi mà làm người. Anh bình tĩnh, mà anh phải biết tu trí chứ, phải biết cần cù bù siêng năng chứ. Thế cụ đầu tư cho tôi con đề? Không làm, mà muốn ăn thì chỉ có ăn cứt thôi. Mẹ cha con, sao mày cứ trêu bố mày suốt thế? Mày yêu bố mày? Cái loại rách như mày thì có mời cũng chẳng ai thèm vá đâu. Loại con gái mà nghiện trà sữa, thích đu đưa như mày, có cho nó lấy. Thôi, hai thằng chúng mày tàng hình đi, để bà con lên nghìn chín. Nó giả vờ chảnh chó để thả thính anh đấy. Thám. Sự bố láo của nợ đã va phải vào cơn vã của Chí. Tối đó hắn mượn cớ sang sửa ống nước, rồi đã lắp hai mảnh đời khốn cùng vào với nhau. Hút tiếp đi, còn mấy cái ống nước chưa sửa đấy. Thứ duy nhất cần sửa là cuộc đời của chúng mình đấy nở. Tôi muốn làm người lương thiện, mà muốn làm người lương thiện thì phải học. Thôi, nợ để cho tôi học, tí tôi còn phải sang nhà ông giáo để phản biện một số vấn đề với Lev Tolstoy. Hình vuông là bố của hình chữ nhật, quỳ tím sẽ trở thành quỳ xuống nếu gặp một phản ứng hóa học khó đỡ. Ôi giời ơi, giờ này còn ngồi học à? Thằng Bá Kiến nó báo với quan trên là anh đập đá đấy. Anh có chơi đá bao giờ đâu. Nó còn có cả cái cống của anh kia kìa. Anh là hay nói đạo lý lắm anh Chí ạ. Thôi trả tôi tiền cháo đây. Cuối cùng thì thằng Chí Phèo cũng xuống lỗ rồi. Còn thằng Giáo Thứ, thằng Hạc Đại Phú, chúng mày rồi sẽ biết tay ông. Cụ Bá, thằng Chí, quan trên chưa bế mày đi à? Tôi có chuyện muốn thưa với cụ, mời cụ sơi điếu thuốc. Chuyện gì? Tôi muốn được làm người lương thiện. Thằng kia vào lấy cốc trà đá, mang ra cho anh Chí xoa mặt. Cụ có ngửi thấy mùi hạnh nhân không? Thuốc thơm phết nha. Đấy là kali cyanua, một tổ hợp chất trong của kali. Nó có thể giết cả con voi, nữa là một con kiến như cụ. À! Cánh paparazzi kháo lên rằng tôi bị ngáo đá nên mới hại Bá Kiến. Nhưng sự thật là tôi bị ngáo sự lương thiện. Năm đó tôi đi tù, Bá Kiến hưởng thọ 70. Còn dân làng Vũ Đại thì ăn cả lô lẫn đề. Nhà báo còn muốn hỏi gì nữa không? Vậy còn con của anh với chị Nở thì sao? Tôi nghe nói 9 tháng sau vào một đêm sấm chớp, đứa bé cái tên Chí Phèo bỗng được dân làng và lũ trẻ săn đón, nên không thể ăn vạ, cũng chẳng thể lai chim với khuôn mặt sứt xẻo. Hắn chỉ còn biết đập đá cho qua ngày. Anh Chí, cụ Bá Kiên nè. Này,
huấn râu gì, vừa bị người ta bế đi rồi đấy. Thế thì liên quan cho gì đến tôi? Kỳ nghe đâu, cũng chơi chất kích thích giống anh đấy. Tôi thề, tôi không bao giờ chơi chất kích thích. Chúng nó bây giờ toàn đi xào rau cần với gặm cỏ hết rồi, mà anh vẫn trung thành với bộ môn mai thúy đá à? Mày nói hơi nhiều rồi đấy. Bố mày lại bẻ mẹ mày gậy đi bây giờ. Con chó này, mày dám láo với cụ à? Mẹ em, bỏ cái kiểu thượng đẳng đấy đi, bỏ đi mà làm người. Anh bình tĩnh, mà anh phải biết tu trí chứ, phải biết cần cù bù siêng năng chứ. Thế cụ đầu tư cho tôi con đề? Không làm, mà muốn ăn thì chỉ có ăn cứt thôi. Mẹ cha con, sao mày cứ trêu bố mày suốt thế? Mày yêu bố mày? Cái loại rách như mày thì có mời cũng chẳng ai thèm vá đâu. Loại con gái mà nghiện trà sữa, thích đu đưa như mày, có cho nó lấy? Thôi, hai thằng chúng mày tàng hình đi, để bà con lên nghìn chín. Nó giả vờ chảnh chó để thả thính anh đấy. Hãm! Sự bố láo của nợ đã va phải vào cơn vã của Chí. Tối đó hắn mượn cớ sang sửa ống nước, rồi đã lắp hai mảnh đời khốn cùng vào với nhau. Hút tiếp đi, còn mấy cái ống nước chưa sửa đấy. Thứ duy nhất cần sửa